Vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra trong ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực. Ukraine đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh mới, trong khi Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại quốc gia này. Tại bàn đàm phán, phía Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài, nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu là những người đảm bảo an ninh. Đồng thời, Ukraine đề xuất không giải quyết vấn đề Crimea bằng các biện pháp quân sự trong vòng 15 năm. Phái đoàn Nga cho biết, Nga đang thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang xung đột, trong đó có quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và phía Bắc Ukraine. Theo Thứ trưởng Bộ Phòng Nga Alexander Fomin, Moscow đã đưa ra quyết định này trong bối cảnh việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính xây dựng và đã có những kết quả ban đầu, khi cả hai bên cùng có những bước đi nhằm giảm leo thang. Phái đoàn Nga cho biết là một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể sẽ được diễn ra đồng thời khi mà thỏa thuận hòa bình sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Thị trường dầu mỏ và chứng khoán thế giới diễn biến tích cực trước thông tin cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đạt được tiến bộ. Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 đã giảm 1,6%, còn 104 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng tháng tại thị trường London giảm 2%, còn 110 đô la Mỹ một thùng. Các nước châu Âu đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh mà quan hệ giữa Nga và các nước này căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Bỉ thông báo là nước này đã tiến hành trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga. Trong động thái tương tự thì Hà Lan cũng đã trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga. Ireland thì thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của 3 nước vùng Baltic, bao gồm Litva, Latvia, Estonia, nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, trước đó Moscow đã triệu tập người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của các nước này nhằm phản đối việc chính phủ 3 nước trên trục xuất các nhân viên đại sứ quán Nga, cho rằng động thái này là khiêu khích và vô căn cứ. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang đe dọa đến sự phục hồi kinh tế của Đông Nam Á sau đại dịch. Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực. Công ty dịch vụ tài chính Morgan Stanley Asia đã hạ thấp các dự báo triển vọng tăng trưởng của Singapore từ 4,8% xuống còn 3,7%, Thái Lan là từ 4,3% xuống còn 3,3% và Philippines từ 7,5% xuống còn 7%. Ngân hàng DBS của Singapore cũng bày tỏ lo ngại những thiệt hại kinh tế đối với xuất khẩu của ASEAN nếu xung đột kéo dài. Du lịch cũng là một lĩnh vực đáng lo ngại, những khó khăn về kinh tế do tác động của cuộc xung đột có thể là một nhân tố làm giảm nhu cầu du lịch của người dân châu Âu.